Đầu thời Nguyên, do Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt thực hiện nhiều chính sách khuyến khích sản xuất, nên tình hình kinh tế xã hội hết sức phồn vinh. Tuy nhiên, sự phồn vinh đó chỉ có lợi cho vương công, quý tộc Mông Cổ và tầng lớp địa chủ quan liêu. Dân chúng được chia làm 4 đẳng cấp, trong đó, người Mông Cổ là đẳng cấp cao nhất, được hưởng mọi quyền lợi về kinh tế và địa vị trong chính trị. Người Hán và các dân tộc khác chiếm đa số trên lãnh thổ Trung Quốc, nhưng phải chịu sự áp bức, bóc lột của người Mông Cổ. Do đó, mâu thuẫn xã hội vô cùng gay gắt. Trong thời kỳ cai trị của mình, Nguyên Thế Tổ đã phát động nhiều cuộc chiến tranh xâm lược ra các nước xung quanh như Nhật Bản, Đại Việt, Miến Điện, Java, nhưng đều thất bại, tiêu tốn rất nhiều sức người sức của. Năm 1294, Nguyên Thế Tổ qua đời. Vì Thái tử Chân Kim đã chết, nên Hoàng Thái Tôn là Thiết Mộc Nhĩ lên nối ngôi, đó là Nguyên Thành Tông. Thành Tông là một vị hoàng đế tài ba của nhà Nguyên. Ông đã giữ đế chế theo con đường mà Hốt Tất Liệt để lại, dù ông không đạt được thành tựu to lớn nào. Dưới thời Thành Tông, nhà Nguyên duy trì quan hệ hòa bình với các hãn quốc của người Mông Cổ ở phía Tây và các nước láng giềng như Đại Việt, Chiêm Thành. Những quốc gia này công nhận quyền tối cao của nhà Nguyên trên danh nghĩa và thường có sứ giả sang triều cống. Năm 1307, Nguyên Thành Tông mất. Vì Thái tử cũng mất nên ngôi hoàng đế bỏ trống, triều đình nổ ra cuộc tranh chấp quyền lực. Cuối cùng, một người cháu của Thành Tông là Hải Sơn giành được ngôi hoàng đế, tức Nguyên Vũ Tông. Vũ Tông là một hoàng đế hoang dâm và xa xỉ, ưa tiệc tùng phung phí, xây dựng nhiều công trình đồ sộ. Để củng cố địa vị của mình, ông ban thưởng hậu hĩnh và phong chức tước cho các vương công, quý tộc Mông Cổ nhằm lấy lòng họ. Năm 1311, Nguyên Vũ Tông qua đời, Hoàng Thái Đệ Bát đặt nối ngôi, tức Nguyên Nhân Tông. Khác với đa số hoàng đế nhà Nguyên, Nhân Tông rất coi trọng người Hán và Nho giáo. Ông đã cho mở nhiều khoa thi để tuyển chọn nhân tài trong 9 năm trị vì của mình. Ông cũng ban hành nhiều cải cách về kinh tế và chính trị, nhưng do vấp phải sự phản đối của giới quan lại, quý tộc Mông Cổ nên không thực hiện được. Khi được Vũ Tông phong làm Hoàng Thái Đệ, Nhân Tông hứa rằng sau này sẽ lập con của anh trai làm người kế vị. Tuy nhiên, ông đã phá vỡ lời hứa đó và chuyển ngôi cho con ruột của mình là Bát Thích, tức Nguyên Anh Tông. Việc Anh Tông lên ngôi khiến nhiều tướng lĩnh cũ của Vũ Tông không bằng lòng, bởi vậy trong triều đã hình thành những phe cánh chống đối. Năm 1323, Nguyên Anh Tông bị phe chống đối ám sát, sau đó tôn một thân vương có thế lực là Dã Tôn Thiết Mộc Nhi lên làm hoàng đế, sử thường gọi là Nguyên Thái Định Đế. Thái Định Đế được ghi nhận là chăm lo triều chính, thương mến dân tình. Tuy nhiên, ông lại tỏ ra khoan dung quá mức khiến kỷ cương trở nên lỏng lẻo. Thái Định Đế làm vua được 5 năm thì đột ngột qua đời. Con trai của ông là A Tốc Cáp Bát được đưa lên kế vị ở Thượng Đô, sử gọi là Nguyên Thiên Thuận Đế. Tuy nhiên, cái chết của Thái Định Đế đã dấy lên một cuộc nổi dậy từ phe chống đối. Họ kêu gọi triều đình ủng hộ con thứ của Nguyên Vũ Tông là Đồ Thiếp Mộc Nhi lên ngôi ở Đại Đô, tức Nguyên Văn Tông. Do nước không thể có hai vua, hai phe quyết giao chiến. Cuộc nội chiến nổ ra và được gọi là Chiến tranh Hai Đô. Kết quả, phe Thượng Đô thất bại và bị phe Đại Đô xử tử, Nguyên Văn Tông giành được quyền lực. Bấy giờ, anh của Văn Tông là Hòa Thế Lạt nhận được sự ủng hộ của các vương công, tướng lĩnh Mông Cổ cũng như của Hãn Quốc Sát Hợp Đài đã xuất hiện ở Karakorum, kinh đô cũ của đế quốc Mông Cổ trước đây. Biết mình yếu thế, Văn Tông tuyên bố thoái vị và nhường ngôi cho anh. Hòa Thế Lạt đăng cơ năm 1329 ở Karakorum, đó là Nguyên Minh Tông, phong Văn Tông làm Hoàng Thái Đệ. Trên đường từ Karakorum đến Đại Đô, tháng 8 năm 1329, Minh Tông gặp Văn Tông ở gần Thượng Đô, hai anh em tổ chức một bữa tiệc không lâu sau đó. Chỉ 4 ngày sau bữa tiệc, Minh Tông đột nhiên qua đời, rất có thể ông bị Văn Tông giết bằng rượu độc. Nguyên Văn Tông chính thức khôi phục ngai vàng và tiến hành một cuộc thanh trừng đẫm máu với những thế lực chống đối. Mặc dù có nhiều con trai, nhưng Văn Tông cảm thấy ân hận những gì đã làm với anh trai mình, nên khi đã lâm bệnh nặng, ông bày tỏ di nguyện truyền ngôi cho cháu là Thỏa Hoan Thiếp Mộc Nhi, con trai cả của Minh Tông. Năm 1332, Nguyên Văn Tông qua đời khi mới 28 tuổi. Thừa tướng Yên Thiếp Mộc Nhi đã chống lại việc lập Thỏa Hoan Thiếp Mộc Nhi, mà đưa một người con khác của Văn Tông là Ý Lân Chất Ban mới 6 tuổi kế vị để dễ khống chế, đó là Nguyên Ninh Tông. Ninh Tông còn nhỏ đã ốm yếu, mang nhiều bệnh tật trong người, nên ở ngôi chưa đầy 2 tháng thì qua đời ngay trong năm đó. Yên Thiếp Mộc Nhi một lần nữa yêu cầu Hoàng Thái Hậu bốc đáp thất lý lập người con khác của Văn Tông là Yên Thiếp Cổ Tư kế vị, nhưng bị từ chối. Ông ta không còn cách nào khác là phải mời Thỏa Hoan Thiếp Mộc Nhi trở về từ Quảng Tây xa xôi để lên kế vị ngai vàng, đó là Nguyên Huệ Tông. Triều đại của Nguyên Huệ Tông trong thời kỳ đầu bị chi phối bởi những quyền thần là Yên Thiếp Mộc Nhi và Bá Nhan. Sau khi Yên Thiếp Mộc Nhi chết, Huệ Tông đã dựa vào thoát thoát thực hiện một cuộc đảo chính, trục xuất Bá Nhan ra khỏi triều đình. Sau khi giành lại quyền lực, việc đầu tiên ông làm là trả thù cho cha mình.
Năm 1340, Huệ Tông đã hạ chiếu dỡ bỏ miếu thờ của Nguyên Văn Tông, truy sát con trai của Văn Tông là Yên Thiếp Cổ Tư. Mối thù trả xong, Huệ Tông bắt đầu tái xây dựng một đất nước đang suy tàn và đã trải qua hơn hai thập niên biến loạn ở vị trí ngai vàng. Ông đã đưa ra một số chính sách nhằm cải cách chính trị và phát triển giáo dục, mở khoa thi để tuyển chọn nhân tài, phái người tuần hành trong thiên hạ để thấu hiểu tình cảnh dân chúng, phế truất quan tham. Tuy nhiên, về cuối đời, Nguyên Huệ Tông dần mất hứng thú với chính trị, giao hết triều chính cho Thoát Thoát và các đại thần, còn bản thân thì rút về hậu cung ăn chơi hưởng lạc, tiêu xài vô độ, khiến cho ngân khố ngày càng cạn kiệt, thu không đủ chi. Nội bộ triều đình xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột, tranh giành quyền lực bỏ trống của vị hoàng đế. Triều Nguyên ngay từ đầu đã liên tiếp xảy ra đấu đá tranh giành quyền lực, cho nên nền chính trị ngày càng thối nát, lại thi hành chính sách phân biệt chủng tộc, áp bức dân tộc, khiến cho đời sống của người dân cực khổ trăm bề. Chính vì vậy, các cuộc khởi nghĩa nông dân đã liên tiếp nổ ra trong suốt thời kỳ thống trị của nhà Nguyên. Năm 1351, cuộc khởi nghĩa khăn đỏ do Lưu Phúc Thông khởi xướng bùng nổ và lan rộng khắp cả nước. Trong thời kỳ này, một lực lượng quân khăn đỏ do Chu Nguyên Chương lãnh đạo không ngừng phát triển. Đến năm 1367, Chu Nguyên Chương đã thâu tóm phần lớn miền Nam Trung Hoa, sau đó bắc tiến không ngừng. Đội kỵ binh tinh nhuệ của Mông Cổ bấy giờ đã trở nên rất thối nát nên không chống đỡ nổi. Năm 1368, Chu Nguyên Chương lên ngôi hoàng đế ở Kim Lăng, đặt tên nước là Minh. Nguyên Huệ Tông và triều đình nhà Nguyên phải chạy lên phía Bắc. Triều Nguyên thống trị Trung Quốc 97 năm đến đây kết thúc. Sau khi chạy về Mông Cổ, các vua Nguyên vẫn dùng quốc hiệu cũ, lịch sử gọi là Bắc Nguyên,